Con đi vậy nè, cái nít đi trước, cái nào ấy, cái đầu đi trước, cái nít đi sau. Cái ba đêm cái cô không biết là cô bệnh gì nữa. Cái cô đêm đó tới đêm thứ ba là mẹ về báo mộng là mẹ kia ra ngồi luôn nghe. Ra ngồi là mẹ nói là cái bầy thiên nga để giữ cái cung này ông cho bán. Wow, là con cá chép đúng luôn rồi. Cá chép gì? Sao ngộ thế, bà Năm nói gì cũng đúng chân ta. Nó nhìn cái bao gì đó, nó thảy chúng nó dò, nó què dò, nó vô, nó nhìn lên mẹ ông âm, nó mét mẹ ông âm, nó cạp, nó mét luôn á. Ồ ơi, mấy ngỗng, mấy dịch là tu hết luôn rồi, tu hết luôn rồi. Vuốt đầu đầu, ngoan. Rồi đi nha, bye bye. Rồi đi, bye bye nha. À, chào mọi người, hiện tại Quang đang có mặt tại Cà Mau. Cũng một năm nữa Quang trở về nơi đây để về thăm cô Năm Huệ. Thì trước đây á, thì Quang có về đây để quay về Ngũ Vị Tiên Nương. Thì hôm nay có một cái cơ rất là hay là xuất hiện thêm hai vị nữa. Thì Quang gọi đó là Thất Vị Tiên Cô. Đó, thì nghe được nói á, thì cái cơ được cho về là năm nay thì là 7 vị, năm sau là 10 vị. Thì theo cái cơ của Đạo Vô Vi á, thì người ta gọi là năm mẹ, 7 bà, 10 cô. Thì không biết nó như thế nào, thì hôm nay Quang cũng muốn gửi đến mọi người về hai vị tóc đanh nữa của Cà Mau. Thì bây giờ cùng Quang đến đó chia sẻ cùng cô Năm Huệ cũng như các vị tiên cô tại đây nhé. Ok. Ổ này ngon quá. Thịt nướng, thịt nướng. Này là thịt nướng xiên que. Ủa chị làm luôn hả chị? Này chị làm luôn hay là sao? Nấu thôi hả? Cho xem kênh con dâu suốt luôn mà bữa nay mới biết mặt thôi nha. Dạ à, cảm ơn chị nhiều. Coi trên mạng thôi. Coi suốt luôn đó, bữa nay mới gặp mặt. mới xuất gia diêu duyên 5 ngày. Dạ. Thấy hồi lúc dạ. Nãy vô là thấy rồi mà như nhìn đâu hết, tại vì hồi lúc dạ cảm ơn bà. Nóng. Dạ. Cầm cái qua nè. Anh qua uống nước nóng đi. Dạ. Để xuống đây mình. Hai thầy trò có ăn bánh gì chưa? Chị thầy trò quá trời vậy. Đúng rồi, có sao đâu. Nãy giờ tao kêu mặn mấy ở đây cho nó ăn. Mấy con kêu Quân ăn trước rồi đó. Vậy là Quân ăn trước, vậy là có người ăn rồi. Với mặn hai ổ khác nha. Rồi, hai đồ khác. Rồi, cảm ơn bà Năm. Đặc biệt cho thầy trò. Thầy trò. Đây mình quay cái cảnh là làm bánh mì. Bánh mì rồi. Để bắt nước lên thêm đi, bắt nước nóng thì yêu. Ủa mình kéo người đó chưa rồi sao? Người miền Tây mình á, đi đâu cũng ăn uống xúm lại với nhau cùng làm. Cho nên rất là vui là chị. Hai thầy trò luôn kìa Đăng ơi. Hai à. Thật sự thì mỗi năm thì Quang cũng rất là may mắn khi được về với Cà Mau. Và cái người bạn này là cái người em Quang rất là thương, đó chính là bạn Đăng. Thì sau một năm thì anh em mình gặp lại thì em thấy sao? Mọi thứ nó như thế nào? Có sự thay đổi rất là nhiều anh. Về cái gì? Hồi năm vừa rồi thì có 5 cô. Năm nay lại có được thêm 2 cô nữa là 7 cô. Ok. Thì anh nghe em gọi anh Quang ơi, nghe nói là 7 cô, năm sau sẽ được 10 cô. Dạ. Thì mong là hôm nay gặp được hai cái vị tiên nương còn lại. Thì dạ. Anh gọi đó là Thất Vị Tiên Cô. Dạ. Cho nó dễ hiểu. Anh còn nghe nói là bà Năm, bà có nuôi 20 con ngỗng. Mà có một cái điều rất là đặc biệt mà hồi nãy bà Năm có chia sẻ với anh á. Thì em biết dạ. Câu chuyện đó không? Dạ biết. Sao kể nha, thú vị nè. Thì lúc trước cô nuôi ngỗng cô bán. Cô bán thì lúc đó cô bán đi thì ở trên Du Di hành cô. Hành cô mà lúc đó cô cũng không biết cái nguyên do gì sao. Nhưng mà ba đêm sau thì có mẹ về, mẹ
báo mộng cho biết là kêu là cô á là phải đi chuộc bạn ổng đó về. Thì cô chuột về thì cô hết. Tức là mấy con ngỗng nó cũng tu á. Và dạ, anh nghe nói là cũng là cái những cái vị mà gọi là bảo vệ cái cung ở đây. Dạ. Thì thôi bây giờ một tí xíu á, thì mình kêu bà Năm dắt mình ra xem cái bàn ngỗng đó. Dạ. Sau đó thì mình giữ cái lễ hội tại nơi đây. Tại vì hàng năm á, thì vào ngày 18 âm lịch, gọi là tháng 12 á, tháng cuối đúng không? Dạ. Thì chỉ còn khoảng... anh em mình tính ngày đã còn 12 bữa nữa Tết rồi. Dạ. 12, 13 bữa nữa Tết rồi. Cho nên là rất là thú vị khi mỗi năm thì Quang được về nơi đây để gặp được mẹ Diêu Chi, để cúng mẹ nè, thăm mẹ nè, và dạ, thăm những cái vị tiên nương tại nơi đây. Dạ. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi thăm bà ngỗng trước đi, để cho mọi người biết được là 20 con ngỗng nó tu hành như thế nào và cái câu chuyện được bà Năm kể nó như thế nào. Dạ. Ok ha, anh em mình đi. Dạ. Này hồi đầu gái của cô nó nuôi. Dạ. Nó nuôi rồi sao lại cái cô tặng trai cô nó bán á. Dạ. Nó bán cái cô hành cô quá, cô mất đi chuột rồi á. Là hành là sao? Tức là nó không có cho bán. Không có bán mà cô đâu biết đâu. Trời hành bây giờ bán 8 con ngỗng rồi cái đầu cô cái này nét lại đâu được đâu. Cô đi vậy nè, cái đít đi trước cái đầu đi trước cái đít đi sau. Cái ba đêm cái cô không biết là cô bệnh gì nữa. Cái cô đêm đó tới đêm thứ ba là mẹ về báo mộng là mẹ kêu ra ngồi luôn nha. Ra ngồi là mẹ nói là cái bầy thiên nga để giữ cung này không cho bán. Wow. Trời ơi, cái cô mắc đi chuột lại đó mà nhờ bán cho bà chị ruột. Chứ không phải bán cho người ta ăn chắc chết luôn. Kìa kìa, nó kêu kìa, nó kêu mẹ kìa. Trời ơi, như vậy là mẹ báo cho mình biết là không có nên bán hoặc là cho ai hết. Tại vì đó phải giữ cái cung ở đây. Phải giữ ở đây. Y con, y con. Nó thân thiện quá. Nó biết quen đó không? Làm quen. Thôi, nó có linh tính ghê ha. Nó biết hết trơn luôn. Nó biết luôn á. Chào nè. Này chắc con đầu đàn quá. Đầu đàn. Biết khôn quá rồi. Khôn luôn. Thôi được rồi. Được rồi. Thằng con cô nó vừa nó con không có ra mà đây. Bữa nay ra cái nó mừng nè. Ra nó mừng á. Nhưng mà hôm nay á, tính ngày hôm nay là bao nhiêu lâu rồi bà Năm? Ngỗng này đó hả? Dạ. Là con nuôi mấy năm rồi. Mấy năm rồi? Hồi đầu là nuôi, hồi đầu có một cặp à. Nuôi nó đẻ ra như trời ơi vậy nó ấy, vui nó vui nó mừng á. Nuôi cái cô thấy nó lội lỡ ao lỡ bờ, cái thằng con nó đem bán, nó bán hành cô mắc đi chuột lại. Phải hành mới bắt chuột lại. Hành chứ cô đâu biết đâu, tại đầu cô đâu có nuôi. Ê hết hồn. Vui quá. Có hai con vịt nữa kìa. Hai con vịt mà thằng con cô á, nó làm què dò nó dám lội vô nó mép mẹo băng âm luôn á. Là sao? Nó nhìn cái bao gì đó nó thảy chúng cái giò nó què dò nó vô nó nhìn lên mẹo băng âm nó mép mẹo băng âm nó cạp nó mép luôn á. Ồ ơi. Mấy ngỗng mấy vịt là tu hết luôn rồi. Tu hết luôn rồi. Cá nó kìa, cá bự. Ồ vậy nè, dễ hoài luôn nè. Gom bông súng à. Bông súng ha. Một năm rồi mới gặp lại bà Năm, cho nên bà Năm cũng trẻ, cũng hiền và cũng tâm đạo như xưa. Mà con nghe nói là năm nay là xuất hiện thêm hai vị tóc đanh nữa. Là thất vị tiên cô. Không chưa là ngũ vị tiên nương. Dạ. Rồi, thất rồi. Cho nên là chuyến này về là thứ nhất là thăm bà Năm, thăm mấy bà, cũng như là cuối cùng muốn quay lại những cái phim để cho mọi người biết được, là mọi người hiểu được là cái cơ của mẹ Diêu Trì, cái cơ của đấng ơn trên đã cho mình ngày hôm nay như thế nào. Hay bà Năm, hay ăn tí mình phóng vấn nữa nha. Đây là bầy ngỗng tu. Rồi nó không biết sợ thường ngỗng em. Nó gặp mình là nó phải gượt. Nó đá mình, còn riêng con này vô nó rất là hiền. Cái này mừng. Rồi nè quen không? Rồi quen không? Rồi ơi. Rồi.
hay đi tùm lum hết đó, chứ hôm nay là tập trung để quay thôi. Hôm nay biết quay phim cho nên là mấy em nó tập trung gì để quay luôn. Cực kỳ hay không mọi người? Đó, đập cánh kìa. Con đồng nè, nó bự nhất ở đây. Coi ơi. Con nằm xuống. Đây nè. Xong rồi đó. Tức là quay phim đủ rồi đó. Xong rồi đó, đủ rồi đó. Đủ rồi đó không? Im lặng nè. Hay quá. Bà Năm cho con hỏi bà Năm. Bây giờ mình đã xuất hiện thêm hai vị, tức là ở trên mẹ báo là như thế nào? Con không biết cái sự tích đó như thế nào. Tại sao phải xuất hiện thêm hai cái vị tóc đanh nữa? Thì cái cơ của mẹ đưa, mẹ cũng cơ cũng đâu có biết đâu. Vậy bà Năm, vậy là báo cho bà Năm hay là báo cho những cái bà khác? Coi như là mấy cô này á, là coi như là thấy cái clip này, dạ, chạy đi tìm cô. Ừ. Ồ, tức là thấy cái clip lúc trước con quay ngủ gị tiên nương, bây giờ chạy về là tập hợp 7. Chạy về tập hợp. Ồ, nhưng mà con nghe thằng Đăng nó nói á, tức là cái cơ sau này là 10 người á. Dạ. Nhưng mà mới 7 à? Mới 7 à, nhưng năm sau là 10, năm sau con về quay 10 người. Năm sau, bà Năm rất là hiền luôn. Và khi mà Quang quay về ngủ vị tiên nương á, thì có rất là nhiều vị tóc đanh tập hợp lại đây. Con thấy còn rất là nhiều luôn, chứ không phải là hai vị đó, nhưng mà hai vị đó sẽ về đây là gần nhất. Dạ, gần dạ, dạ. Gần cái khu vực Cà Mau nhất, cho nên nó tập trung mọi miền đất nước luôn. Dạ. Thì cũng là những cái nét văn hóa và tâm linh của cái khu vực Cà Mau mà hôm nay thì con cũng vui khi được về thăm bà Năm, thăm mấy bà ở đây. Thì đó là những cái kỷ niệm mà không bao giờ mà bà cháu mình quên được hết. Bà Năm nhớ mới đây 1 năm rồi. Mới đây 1 năm rồi. Nhưng mà cái bàn ổng của mình á, con thấy đặc biệt là hồi nãy vô á, nó súng lại mà khi quay xong là nó tản ra. Tản ra đi hết. Ở đây là khu vườn của bà Năm luôn ha. Khu vườn của bà Năm à. Mấy giờ thì mình mới bắt đầu làm 11 giờ rưỡi. Thì bây giờ thôi con với bà Năm vô trong đi, 11 giờ rưỡi mình làm lễ xong mình ngồi mình phóng bắn nữa nha. Một lần nữa cho mọi người biết về hai vị kia. Rồi. Hai vị kia là biết sao, hai mẹ con luôn á. Ồ. Thôi đi vô bà Năm ơi. Nó chào á. Thôi anh đi nghe, bye bye nha, rồi chào. Ồ, nó chào kìa bà Năm, nó chào cúi đầu chào. Chào đó, nó chào em đó. Thấy không, gõ gàng không, chào anh xong rồi. Thôi anh đi nha, ngoan. Vuốt đầu, ngoan. Rồi đi nha, bye bye. Rồi đi, bye bye nha. Cũng 1 năm rồi huynh đệ mình mới có cái cơ hội gặp lại nhau một lần nữa. Mà thật sự cái điều hay nhất đó là không biết như thế nào ha, nhưng mỗi 18 âm lịch tháng 12 hàng năm thì huynh lại về đây. Mà không biết sao, tại sao mà sắp xếp lại về đây mà anh em mình tụ họp lại đây như vậy. Đúng rồi. Hồi nãy nghe em kể á, là ở đây có rất là nhiều chư vị, đặc biệt là ông Hổ về giữ cung mẹ. Đúng rồi. Thì em là cái người trực tiếp, em cũng là cái người có cái căn của ông Hổ về. Thì em chia sẻ với mọi người để mọi người hiểu thêm về cái văn hóa, về thờ cúng cũng như cái nét tín ngưỡng của người Việt Nam. Đúng rồi. Nó như thế nào? Ông Hổ về nó rất đặc biệt. Ừ. Nói chung là lên thì khi mà người lên nó không có kiềm chế được đâu, cứ tự nhiên bộc phát ra thôi. Rồi tới khi đó nhắm mắt lại thì đã. Ông làm gì ông làm à? Ừ, làm gì như, làm. Như lúc đó thì em có cảm giác, tại vì em bạn á là cái người là sát ông Hổ luôn tại cái khu vực này luôn. Để về Quang mới thấy có rất là đặc biệt, cho nên Quang mới kêu em ra đây để ngồi chia sẻ. Thì lúc đó thì từ lúc nào mà em có được cái biết là ông Hổ vào trong người mình?
hồi lúc là tùy theo cái người mượn, mượn ông hổ mượn xác thôi. Là hồi đó là em nó ổng mượn em là lúc là 4 tuổi. 4 tuổi tới bây giờ. Là hành vậy đó, hành bệnh không à. Hành bệnh mà đi nhiều chỗ lắm. Đi thậm chí là đi tới Củ Chi chính. Củ Chi luôn mà không hết luôn hả? Tìm cái am của mình. Tìm cái nơi của mình. Mà thật chớ chia thay thật, đi ngang đây là hàng trăm hàng chục lần mà không vô. Rồi rồi rồi, cái cơ duyên nào mới được vô đây? Cái có một cơ duyên đó là bà Năm tự nhiên cái bữa nay sao tao mệt quá đi. Bữa nay tao ngủ sớm, vậy là em tự nhiên chuyển em vô đây vậy đó. Ông nói vô đây là ngay cái duyên. Vô đây cái bà Năm kêu mà lên lại rồi, có nói Năm mà con muốn ăn chay quá. Mà thật sự hồi đó cũng ăn chay rồi mà ăn chay tháng à. Nói muốn ăn chay quá đi. Cái bữa nay thôi mày lên mày ăn cơm với Năm đi rồi mẹ hết ăn chay. Vậy là đó giờ là Năm không có vuốt huynh cái gì cả. Không có vuốt gì cả, tự nhiên cái cúng lại thấy lại rồi con người nó khỏe khỏe rồi đeo tới giờ luôn. Năm đâu rồi bình? Ông nói bữa nay về mà. Bảo ai đó, trong đây cho con Hưng về trong đây đó. Thì ông coi cái gì ông mất bảo gì thì ông mất bảo. Ông về đây đó ngày này. Ít gì à, ông ra đâu đâu. Ô phận. Ông cho thì tháng rồi, bô phải. Về. Bô phận, bô phận. Ông về vui quá. Ông cho hay nào bà? Dạ. Sáng hả? Dạ. Mẹ vui không? Rất là hay luôn không? Nhưng mà ở đây thì thứ nhất là hồi nãy mình có gặp một cái ngỗng á, thì nó đã tu rồi. Thật sự có một câu chuyện là bà Năm kể biết có đúng hay không thì em chính thật sự luôn đấy. Tức là ai mà ăn hiếp chúng cái chân thôi là con vịt nó chạy qua nó mét. Đúng rồi. Cái đây là có huynh chứng kiến luôn, nhiều huynh đệ chứng kiến luôn, hỏi mấy người ở đây như huynh Bảo á, huynh Bảo dẫn chứng kiến là nó chạy nó nằm ngay trước mẹ Quan Thâm á, rồi nó ngáp cáp 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 gì đó, nó mét mẹ. Rồi mà ví dụ như người ta làm chịch cái gì là tự động là nguyên một hàng ổng đứng vô đây luôn. Ai làm chụp chị nguyên hàng ổng đứng trong cái khu vực cái vô đây là mát hết. Mát hết luôn. Linh thiêng quá trời linh thiêng này, đàn ổng là vĩ đại luôn á, nếu mà tính như vậy là tuyệt vời luôn á, giống như là một là cái đáng đáng lý ra là 36 con mà đang tìm. Tới 30 cái cơ báo 36 con. Hiện giờ chỉ có 20 con thôi. 20 con. Như cái này nữa nè. Hiện giờ là huynh đệ cũng như người ta giết mẫu rồi đó. Cái bắt đầu thấy gì cái đồng mua chuột. Mà đúng 36 con mới đụng. Chuột kêu đầu chuột về cái bắt đầu thấy đưa đây hết vinh đệ là gì đó, cứ đi ví dụ như đi mà thấy ngỗng rồi đó ha, rồi nhiều khi cũng nhà hàng xóm nè không nuôi nữa người ta cho, rồi đôi khi cũng ngay cái loại giết mổ rồi người ta chuẩn bị giết rồi đó mà chuột lại. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
là người ta không có thể nào mà kiểm soát được cái hành động của mình luôn. Rồi. Có nghĩa là không biết luôn, cũng như là chóng mặt rồi là như xẻo vậy đó, mà làm gì đó là nó ngộ gì đó. Nói chung là hôm nay nè, hai huynh đệ mình ngồi đây chia sẻ khá là vui, trong khi đang đợi đang cúng kinh mẫu cho xong rồi, bây giờ anh em mình sẽ nghe bảy vị tiên nương chia sẻ thôi. Giờ anh em mình vô trong ha. Ok, hồi hộp quá. Ở đó có 5 người, bây giờ tới 8 người hồi hộp. Bà Nam ơi, thì hôm nay con có cái cơ duyên á, con lại về với cái am của mình. Thật sự là đúng như cái ngày 18 hàng năm thì con cũng có một cái cơ duyên được sắp xếp về đây. Nó rất là vui, thậm chí con được dự cái lễ hội đây, nó rất là thân mật của người miền Tây mình. Thì con biết cái cơ duyên làm sao mà hôm trước thì con quay là ngũ vị tiên nương, thì thời gian gần đây con nghe nói là xuất hiện thêm hai bà nữa, thì bà Nam có thể giới thiệu cho con lý do tại sao không? Thì lý do là cái thơ của mẹ chuyển. Dạ. Yeah. Yeah. Có nhiều thôi. Thơ mẹ nói chuyển. Gì chơi vui vui đi bà Nam. Bây giờ mình giới thiệu lại nha. Đây là bà Năm, là bà gọi là cái người đầu tiên của cái am của mình, cũng là cái gọi là người ta gọi là cốc chủ đó. Đây là bà Hai. Bà Hai, rồi con nhớ còn hai cái người tiếp theo là hai cái vị bắt đầu, thì con muốn chia sẻ thêm để cho mọi người hiểu thêm á, thì vì sao mà bà có cái mái tóc đanh như vậy và vì sao bà tìm đến đây được hay là như thế nào, con muốn biết cái lý do á. Dạ. Đây, để xích ra đây cho nó công thành xíu. Cũng nhờ coi trên truyền hình đó, Quang Châu á, rồi mới thấy như vậy á, mới tìm ra am của cô Năm ở đây. Dạ. Dạ, đặng đi lại cúng mẹ. Dạ. Tức là ngày trước á, là bà đã có tóc đanh chưa hay là về đây rồi mới có? Có rồi, dạ. Có một năm rồi mới tới đây. Dạ. Ồ, hay quá, tức là con cũng có một phần góp để kết nối lại với nhau. Yeah. Đúng không bà Năm? Mẹ chuyển cô mẹ tới chuyển đây. Dạ. Vậy là bà năm nay thứ mấy à? Thứ 8. Thứ 8. Rồi bà 2, rồi tới bà 8. Rồi tới em hả? Út đi. Út đi nha, Út nha. Rồi mình bắt đầu từ lúc nào mà mái tóc mình đanh như vậy? 6 tháng trước. 6 tháng trước. Dạ. Là mình đã đanh như vậy rồi. Đanh rồi, hai mẹ con chung. Là hai người, hai mẹ con luôn. Mẹ đăng ký. Oh. Bất ngờ quá. Bất ngờ quá. Tại sao mình bất ngờ quá? Chưa biết sao mà nhìn đi gian cho bộ bất ngờ đó. Nhưng mà như vậy thì tới năm nay là 6 tháng thì mình về đây là bao lâu rồi? Biết đến cái am của Năm? 2 tháng. 2 tháng rồi. Dạ. Thì tới ngày hôm nay là mình cũng có được một cái quá trình 2 tháng tại đây, thì cũng có thường lại thăm bà Năm không? Thăm mẹ duy trì ở đây không nè? Thường lắm. Dạ. Đi thường lắm. Ngày thường cũng đến đây cúng nữa. Như vậy thì bà Tám ơi, như vậy thì trước khi bà có mái tóc đanh như vậy á, thì bà có một cái cơ như thế nào hay không mà là mình lại có mái tóc đanh như vậy? Con muốn biết thêm chút xíu mà. Biết thêm chút xíu hả? Dạ. Bà Tám kể cho nghe ha. Dạ, bà Tám kể nghe đi. Mới đầu thì bà Tám cũng không biết nữa, thì tự nhiên sao mà sáng lại nó gối đe đanh như đó. Dạ. Rồi bà Tám cũng nghi rồi, nhưng mà xuống hỏi nhỏ em, thì nhỏ em nó nói mẹ cho mái tóc gì đó. Dạ. Rồi mình mừng thầm trong bụng vậy thôi. Rồi mấy gái này nè, nó bắt lên mà điện thoại á, nó cho coi, rồi thấy Năm nè, nói sao bây giờ mẹ con mình đi tìm tới Năm, đặng đi ra đây đặng cúng đó, như vậy đó. Chứ cô nhiều lắm rồi, thôi cô kìa kể nhiều đó thôi. Tức là kể mà còn giấu nữa. Không, giấu mà nhiều thôi, dài còn, vòng còn em, nhiều còn chuyện. Em sao? Em cũng thấy. Em thấy gì? Mẹ Quan Âm bay trên vòng mây á. Rồi. Rồi là ngày đó em chải đầu không được. Rồi. Chải đầu dưới này là cái khúc dưới này là nó hơi cứng. Qua ngày cỡ 3 ngày sau là em thấy mẹ đi mẫu làm tóc em nhiều lên luôn. Là hết trơn tóc luôn. Là chỉ có một đêm thôi hả? Cỡ 2-3 đêm á. 2-3 đêm là nó 2-3 đêm đi cho giống miền Tây mình 2-3 đêm. 2-3 đêm. Như vậy là xong hết trơn là mình mới bắt đầu những cái lần sau là mình từ cứ cứng lên thì mình chân giữa đi lên. Chân giữa đi lên. Rồi từ từ. Tức là trước đây nó có màu vàng gì không? Em quay vì cái em đầu. Em nhộm á. À em nhộm đã đi nó đi vậy luôn. Dạ đi vậy luôn. Đó, gái nó cân nhộm. Vậy là nó có cái hình dạng gì không ta? Dạ.
Nếu mà tới ngày người ta nói cái hình dạng mái tóc mình giống cái sở ra coi đi. Cho nó cá chép. Năm nó giống cá chép hay nào? Giống cá chép. Cá chép thì hả? Cá chép dạ. Cho anh coi. Rồi rồi. Sở ra cho thấy thực hiện luôn đi. Đó. Ngộ lắm. Quay ở đằng sau rồi. Ngộ lắm. À, quay quay sao lại không mà lần trước á, lần trước con quay ai cũng khen chị Út dễ thương hết trơn nha chị Út ơi, đúng không? Có ai có bình luận ai cũng khen chị Út đi đâu cũng kiếm mấy cô trẻ đó. Em quay đi, em quay đi, quay 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 cái lưng lại, quay lưng lại anh coi. Ồ luôn á, để ngay gì đây cái chết vàng. Ok. À, phía trên đó thì tại vì lo lúc trước em nhuộm tóc á cho nên bây giờ nó đanh là tóc màu vàng vậy luôn mà nhìn cái màu vàng mấy ống ánh ra được cái vẻ đẹp của nó thật sự rất là đẹp luôn. Là con cá chép đúng luôn rồi. Cá chép gì? Con sông thấy bà Năm nói gì cũng đúng chân ta. Rồi cảm ơn em nha. Rồi tới chị Út xinh đẹp. Đi đồng mới đi từ vòng. Hôm trước á đăng lên á ai cũng khen với chị là chị dễ thương chứ á, mà khi chị đọc bình luận với chị thấy làm sao? Giờ ta khen mình quá trời rồi sao? Khen thấy vui. Con nhỏ mà có mái tóc đanh khen á. À, sau một năm á thì cái mái tóc mình có dài ra không chị hay là như thế nào chị? Dài ra thêm. Dài ra thêm. Sau một năm được lên truyền hình nổi tiếng rồi người ta có cuộc sống nó như thế nào? Phức tạp lên đi. Tại vì nói chung là không biết nói ra. Nãy bà Năm nói coi chừng quay nhanh nhanh không là chị chạy mất tiêu á. Thế này đây đây gì trong công việc ta nói trời sao mần gì mà giết thì tới không có thời gian chảy đầu luôn vậy. Người trong người ta biết tu thì nó dễ, còn mình ở ngoài người trần á nó khó lắm. Dạ. Đủ thứ mọi công chuyện hết trơn á. Còn gì nữa không chị? Ai cũng đợi chị nói nhiều rồi, về qua bên đây. Đây là thật sự mình nói là thất vị tiên cô đi, nhưng đây là bà hồi nãy mà nói con là bà Tư. Thì bà Tư là cái vị thứ 8. Thì con nghe nói là năm sau có thể là lên được 10 vị luôn á. Khoan nghe con ngưng xíu nha, khán giả bên đây đông quá. Quay cho người đây nữa nè. Ồ, vui quá. Nè, ghét thì ngồi đi. Thì đây là vị thứ 8 thì bà bắt đầu về đây đanh hay là chừng nào đanh như bà? Mới đanh chừng khoảng một tháng nay à. Một tháng nay thôi. Một tháng nay thôi. Vậy là nó mới chớm nở mới thôi đúng không? Mới chớm nở có thôi. Dạ. Mới bắt đầu rồi. Dạ. Nhưng mà trong khi đó cô nằm cô ngủ là cô thấy là mẹ cho. Dạ. Mẹ cho. Nhưng mà cái lúc mà cô đi rồi cô đi về núi đó ha, là trên đường đi về đang là bắt đầu có đó, là mới chút xíu vậy thôi nè. Rồi bây giờ bữa nay là nó được ra bự bằng nó thành cái quạt rồi. Nhưng mà con nghĩ chắc năm sau á, năm sau mới nhiều. Dạ. Ờ dạ con cảm ơn. Tự nhiên cái cảm xúc của mình nó đông quá cái mình cũng không biết nói gì hết. Tôi xin lỗi mọi người. Không có tiền. Dạ. Rồi, người xinh đẹp nhất ở đây nè. Tại vì nó xanh. Xinh đẹp nhất. Đẹp nhất rồi. Lâu quá con gặp bà khỏe không? Khỏe. Khỏe. Cũng tới hôm nay là con quay về đây cũng là một năm rồi thì con không biết là mái tóc của mình cũng giống như là có dài hơn không á. Chúng ta dài thêm con. Dài hơn thêm là dài bao nhiêu vậy bà? Cũng không biết dài nhiêu nữa. Biết dài nhiêu. Hôm trước mình nói bà là bà đã là giống hình dạng gì bà Năm đó không biết cái hình dạng gì hả? Bạch mã hả? Là... Dạ. Biết có dài nhưng không biết dài được nhiêu. Được chắc đã rồi. Và cái vị cuối cùng để đúng 7 vị, cái vị thứ 8 là bên đây. Tại vì bà nói với con là có công việc gấp á, cho nên quay bà chí xíu và bà bắt đi công chuyện. Cho nên thôi con, mình cũng hoan hỷ cho bà, mình giữ bà lâu hơn đi. Rồi. Năm nay bà có tóc cũng giống như câu hỏi trước đi. Nó có dài hơn không? Có, dài thêm. Hồi lúc trước là mình con nói là giống cái hình. Nên là con rùa gì đó biết nữa. Đây con quay qua con gần nè. Ờ dài hơn, dài hơn. Dài, 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 ai cũng dài hết. Dạ. Nó trong trên tóc nó ra mà.
rồi. Rồi để cô lấy là bình tĩnh rồi hỏi tiếp. À, năm nay là năm qua năm sau là năm con trâu thì con không biết như thế nào, thì con mọi thứ thì con thấy nó có sự thay đổi. Thứ nhất là về 2020 là cái năm mà sức khỏe người ta đã giảm xuống, thứ nhất là cái dịch, cái thứ hai là cái cuộc sống kinh tế nó cũng giảm xuống, thì con mong là cái năm con trâu á thì mọi thứ nó sẽ được an yên hơn, mọi thứ nó được bình an hơn và chúng ta sẽ có được cái cuộc sống nó sẽ an nhàn hơn. Và con cũng mong là tám bà ở đây sẽ có được cái sức khỏe dồi dào để năm nào con cũng tới ngày hôm nay con có quay về đây để con quay phim nhiều hơn. Nhưng mà bà Năm ơi, con hỏi bà Năm xíu á, là bà Năm con nghe nói là những cái vị mà có mái tóc đanh á thì thường không có ăn ngọc, tức là ăn cơm được, thì cái lý do tại sao là như thế nào để cho cộng đồng biết được á? Cũng như là hồi đó thì cô có một cái cơ gặp thầy, thầy ghé, thầy có cho biết là người ta tu có 9 tầng à, con tu tới tầng 12, cô không biết tầng 12 là cái gì. Nhưng ngày nay cô mới biết là tầng 12 là không có độ ngọc, tức là không ăn cơm. Không ăn cơm. Nên là tất cả mọi người ở đây đều không có ăn cơm. Không có ăn cơm. Không sao đâu, không sao đâu. Nó té nó tự đứng lên à. Dạ. Chị Út, chị Út. Chị cũng không ăn ngọc đúng không? Ăn được một buổi rồi. Ăn được buổi sáng thôi. Ăn được một buổi chiều. Ăn được một buổi chiều là buổi sáng mình ăn rau này kia thôi. Từ sáng tới chiều chỉ ăn được mì. Dạ. Ăn được mì thôi, chừng nào tới chiều mới được ăn cơm. Mà ăn cũng ăn ít thôi, không được ăn nhiều. À, trong tất cả cái hành trình em đi á, thật sự quay rất là nhiều, gần 400 mấy chục cái cuộc hành trình cùng clip luôn. Mà khi mà quay với ở đây á, là cái vui nhất, rồi là rất là vui, mọi người ai cũng hoan hỉ, ai cũng cười đó. Cho nên điều đó cũng là tạo cái cảm hứng cho mọi người đấy, rất là thú vị á. Dạ. À, còn câu hỏi nào không bà Năm? Con hết câu hỏi rồi. Thôi bỏ bà Út nè. Bà Út dễ thương, bà Út là hiền nhất nè. À, bà Hai chứ quên, bảy con nói con già rồi không phải tin. Bà ơi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay là hai đợt 69. 69 rồi. Dạ. 69 là gần 70 rồi. Gần 70. Mà con thấy lần nào về đây á thì bà Hai cũng rất là khỏe. Làm cũng mọi thứ, ai làm gì bà Hai làm đó. Con nhìn cái bà Hai cứ đem đồ ăn cho con ăn hoài à. Con đã mập rồi mà cứ đưa con hoài con mập đi. Dạ. Năm nay bà Hai thấy con khác không? Khác. Sao khác chỗ nào? Thấy cậu á, sức khỏe cũng tốt, rồi lại mập trắng, rồi vui vẻ thêm. Đầu con cạo không thấy chưa? Từ có tóc bây giờ cạo luôn là biết rồi đó. Dạ. Đi với là chọc đầu luôn. Đi lúc chọc đầu luôn á. Hôm nay cũng có chú Quang Châu về đây với các huynh đệ. Dạ, trong ngày có lễ mẹ. Mà càng tiến quá. Dạ, cũng xin có mấy câu cũng gửi gắm cho huynh đệ. Dạ. Qua năm cũ bước sang năm mới được nhiều may mắn và được nhiều sức khỏe. Tuy nhiên, trời nó cùng quá. Không đúng, mình quay rồi mà, mình làm rồi mà luôn gì. Không phải, sao nó mừng lắm, sao kỳ lắm. Hồi hộp. Chờ chiều gặp chiến đỏ chiều, tu mau kéo chế là điều nhớ ghi. Tu nhất kiếp ngộ nhất thời, đừng để lỡ chiến đò đi không về. Giàu sang địa vị đừng mê, lòng qua mở hội tên đề mới hay. Người hiền thì được vào đây, muôn đời công đức, muôn đời vui tươi. Đó chiều chiến chót hết rồi, không tu thì phải lưng hồi khổ đau. Trường trai niệm Phật mau mau,
Tây phương cực lạc đất ngoài tình thương. Nơi đây bông trái lạ thường, cành vàng lá ngọc kim cương đủ màu. Lòng người bác ái như nhau, từ bi mẩy xã khác nào Phật tiên. Mô cho Phật hay quá, thần tiên quá, hay lắm rồi. Con chúc bà năm mới vô lượng sức khỏe, vô lượng trí tuệ và vô lượng công đức và phước đức trong tương lai luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn cậu. Dạ. Chào bà. Rồi, chào hết trơn. Rồi, chào hết trơn. Hình như là cô thấy là trên đất nước này ai cũng thương con. Nói chuyện dễ thương quá hả? Mọi người ai cũng mến hết trơn. Cô thấy á, cô nhận được. Dạ. Tại vì con là con của Phật. Cô nhìn thấy. Cảm ơn bà. Cảm ơn bà. Hai giờ đó hai đứa nhìn nhau. Tại vì á, tại vì chị Út á, chị Út là sắp sắp tới chị Út rồi, chị Út đang chuẩn bị. Đúng rồi đó. Nên sắp tới chị Út là chết thì giờ sao? Hôm nay là bạn. Tới chị Út mà chút chút mà người lão không biết rồi sao? Chút rồi chút được rồi đó. Thôi chị Út chút. Tại vì khi mà chút rồi cái không hiểu con chút rồi sao? Hiểu chưa? Thôi hiểu hiểu hết á. Em hiểu hết á, gán gán chút em đi. Không không không, gán chút là thôi à. Đúng được cái chút. Chút anh đi về đâu đi? Không biết thiệt. Không biết thiệt mà. Không, nhưng mà cái điều mà đầu tiên con vui á, tức là con cũng nhờ cái clip mình lên như vậy á, cũng được tập hợp em với bà về đây để cũng như là mình gieo duyên hay được cái sự kết nối á, cho nên con cũng cảm giác khi mà bà chia sẻ, con trong lòng con cũng có cảm giác là ôi mình cũng hạnh phúc một tí xíu, tại vì cũng nhờ mình mà kết nối được như thế này. Và con cũng mong năm sau sẽ được nhiều vị hơn, ví dụ là 10 vị hay là có thể hơn nữa. Dạ. Rồi, tới chị Út. Chị Út phải nói chuyện, ai cũng hẹn chị Út dễ thương hết à. Không biết cái gì nói. À mà đúng không bà Nam, hôm trước là cũng khen chịu giờ. À, cũng khen vậy. Đi lên núi đã gặp tôi còn cô nhỏ trẻ đâu. Đúng rồi, bây giờ nói tiếng gì cũng được. Nói tiếng gì cũng được. Nói tiếng gì cũng được, lên em dẹp cho. Nói tiếng mấy. Hết đi rồi. Nói đi ốp. Rồi, rồi. Đừng có. Đừng có khiêu mẹ. Không đừng có khiêu mẹ. Kêu âm cho nước. Thôi qua tới đây đi. Thôi hát câu thôi Út ơi. Nó đã dài câu đi. Ờ, hát câu đi Út ơi. Hát đi Út. Trời, hay là cô vô cười. Tại sao ta vào con vũ có lịch tài gì ta chậu. À ta chỉ chinh vượt cơ là cơ vũ bầu với ta chiến chi à. Ấy ta tao vũ khổ chứ chẳng là chân tàu gì ta cứ nhầm một cơ ta gái tì rùa xa lồ mù rùa. Ủa xin nào. Bữa nay vậy là tốt quá. Quá trời hay rồi, nữa bà Nam dịch cho con nha. Rồi tới bà chúc con câu, bà chúc cho mọi người câu luôn. Chúc con phải không? Dạ. Cho con biết cái tên chữ châu là nó quý báu nhất của mẹ con thằng nào. Chữ châu là châu báu ngọc ngà của mẹ. Ha. Dạ. Còn chữ quan, quan có nghĩa là quan thanh liêm chánh trực, phải không? Dạ. Mới được về cung của mẹ lần hai, thấy không? Ha. Ha. Đó. Chứ nếu mà con làm lật mọt mà con không có chú ý, con không có đấy là con không có trả lời được đâu, thấy không? Nhưng vậy con, cô cũng xin chúc cho con ha, mình cũng giữ một tấm lòng ha, công việc là dần đạo đức ha, là con cứ đi thẳng lên ha, đừng đi tới. Thì năm nay thì năm Tý sắp bước qua năm Sửu ha, cô cũng xin chúc cho con ha, trên bước đường ha. Dạ, con chúc cho cô năm, con cho con năm cũ bước qua năm mới được giàu sức khỏe ha, được gặp đi nhiều bạn bè, được nhiều huynh đệ khắp trên khắp ba miền đất nước ha, coi như là ba miền đất nước Trung Nam Bắc ha, thì coi như con đi đến đâu cũng được nhiều thương ha, gặp nhiều sự may mắn và gặp nhiều sự ái mộ của những bạn mà xem đài xem clip của con đó ha, thì càng ngày càng tăng thêm cái sự mà chú ý của mọi người ha. Dạ. Đó. Thì dạ, tôi cảm ơn bà. Đang mẹ tính làm hai đó. Rồi, dạ, cảm ơn hai đi. Hay quá. Đúng không?
năm vừa qua. Bây giờ tới tới bà cái bà Năm kêu bà chăm nước. Để cho bà đang suy nghĩ bà tính hát rồi tính ca gì đó. Rồi bây giờ tới bà nè. Bà hát bà ca gì đi, nãy cứ gặp con nhảy luôn. Bây giờ đúng không? Bây giờ qua cái nhảy rồi. Năm trước hát hay lắm. Thôi giờ này mẹ cũng chúc các con đủ mặt ở đây đây, cũng như là gần tới là năm cũ bước qua năm mới rồi, còn có không bao lâu ngày nữa. Mẹ chúc các con ngày giờ này đủ đầy, con nào cũng không có vắng mặt. Mẹ chúc cho Quang Châu được gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào đó mà còn đi khắp na khắp mà ba miền Trung Nam Bắc. Đáng mà làm công việc cho thành hoàn thành cái trách nhiệm của mình. Trách nhiệm của mình mà mẹ ban phó giao cho con thì từ đây con phải gắng công tới thi hành nhiệm vụ cho xong. Mẹ cứu vớt các con, mẹ cứu vớt con phải mẹ ban cái trách nhiệm của con này, con phải gắng mà thi công cho hoàn toàn cái trách nhiệm mà mẹ giao phó cho con. Thôi giờ năm cũ bước qua năm mới, mẹ chúc các con cho dồi dào sức khỏe. Rồi cảm ơn bà. Hay quá. Rồi bây giờ mình phải nói một người nữa. Là Út ơi, nói một câu đi cho anh vui đi thiệt á. Nãy giờ có mình. Mắc cỡ hoài gì? Mắc cỡ hoài à? Đây mà quen chơi mắc cỡ gì? Chúc đại anh em mới rồi giờ sức khỏe là xong rồi. Út này không đó vậy đâu. Không có nhiều thì ít văn, không nhiều văn thì ít văn cũng được. Nói nha. Em nói chứ em không nói sao hiểu. Chúc anh á, dồi dào sức khỏe. Rồi. Ở đây mấy cô với chú đều dồi dào sức khỏe. Rồi. Năm cũ bước qua năm mới, an khang thịnh vượng. Rồi. Rồi. Không biết được. Không biết được. Không biết được nói. Chúc anh dặn nhiều chút gì. Năm mới thì con chúc tất cả các bà, em và mọi người ở đây thì năm mới an khang thịnh vượng nè, vạn sự như ý nè, vô lượng sức khỏe nè, và vô lượng trí tuệ và công đức phước đức trong tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Cảm ơn mọi người. Rồi. Thì đến đây thì cũng tròn một năm rồi với bà Năm. Thì sau khi con về đây thì thật sự cái am của mình càng ngày càng đẹp hơn. Chắc là, dạ. Cho nên là con nghĩ là mọi thứ nó cũng được sắp xếp từ ơn trên. Thì con muốn hỏi cái câu cuối cùng nữa là khi mà cái am mình tạo lập tới ngày hôm nay á, thì nó chắc chắn sẽ có rất là nhiều cái quyền di cũng như những cái vô vi theo cái những người bên mẫu của mình. Thì bà Năm có thể chia sẻ con một câu chuyện nó ngắn để cho mọi người hiểu hơn về cái quyền di tại cái am của mình. Gần nhất đi. Thì bây giờ Quang Châu xuống, con Quang Châu cũng thấy đó. Thì tự nhiên ở trên này mẹ chuyển cho cái huynh đệ cứ nghe cái thấy trên clip cái chạy về cái sửa sẵn cho cô nhà cửa ăn khang trang vậy đó. Cô cũng không biết cái gì đó, không biết là cái quyền duy của mẹ chuyển đó, sao nữa. Thứ nhất là con hôm hồi nãy con có nghe về ấy con ngỗng á thì nó cũng tu hành cũng giống nó giống như là ở đây nó đã bảo vệ cái cung của mẹ ở đây. Cái thứ hai nữa là con thấy có mấy anh cũng là sát của ông hổ rất là nhiều luôn, con nghe nói gần tới 6-7 người mà nhiều lắm. Mười mấy người luôn á, mười mấy người luôn thì cũng là cái những cái người hộ pháp của cái cung của mình, cho nên con thấy sau cái một cái nơi Cà Mau như vậy thì tính đến ngay là cái cam của mình ở đây cũng rất là hay ha. Nó tập hợp đây mọi thứ, có hộ pháp, có mọi thứ đi, nó trở thành ngày hôm nay nó cũng khang trang, cho nên con cũng rất là hoan hỷ. Thì con chúc bà Năm năm mới thì thật là nhiều sức khỏe, và con mong là năm sau nếu đủ cơ duyên được mẹ xây chuyển thì con được về đây một lần nữa để quay thí dụ là 10 vị hay là 12 vị gì đó. Thì cảm ơn bà Năm đã luôn hỗ trợ con để quay con những cái video đặc biệt ngày hôm nay. Mô Phật ha. Bà Năm mãi mãi luôn đẹp đi nha. Mô Phật. Dạ bye bye mọi người.